Sau đây tôi xin giới thiệu các từ khóa quan trọng trong công cụ marketing trực tiếp, đó là phản hồi, tương tác, quan hệ, ghi chép và phân tích, và cuối cùng là chiến lược. Phản hồi, đó là khi chúng ta phải làm sao thuyết phục cho khách hàng họ gửi lại phiếu mua hàng hoặc gọi điện thoại lại để phản hồi lại những lời mời, những lời chào hàng trước đó từ công ty bán hàng. Trong khi đó, quá trình tương tác là sự quá trình xảy ra hai chiều, có sự tham gia giữa nhà cung ứng và khách hàng. Từ khóa quan hệ trong marketing trực tiếp là quá trình bán hàng liên tục cho một khách hàng, thường đó là những khách hàng doanh nghiệp quen thuộc hoặc đã có sự mua hàng lâu năm từ công ty bán hàng. Khi nói đến marketing trực tiếp, người ta thường nghĩ đến chính là marketing con số. Vì vậy, cái quá trình ghi chép và phân tích để giúp chúng ta hoạch định làm sao có chi phí và ngân sách hiệu quả. Trong quá trình ghi chép và phân tích sẽ loại bỏ những khía cạnh không có giá trị trong các hoạt động marketing. Chiến lược. Ở đây chiến lược là quá trình lâu dài và phải xác định các mục tiêu rõ ràng. Marketing trực tiếp thì cần được xem như là một phần của kế hoạch toàn diện. Nó bắt đầu từ những mục tiêu được tính toán hết sức rõ ràng của doanh nghiệp.